bữa nay anh hai bán được nhiều không nè? Cũng tạm à, bữa nay em bán được nhiều không? Em ế lắm anh à. Thôi đừng buồn, dưới đây anh hai có quà nè. Ơ, thiệt hả? Ừ. Quà gì vậy, quà gì vậy? Nè. Quà. Một cái bánh bao hả? Ủa, ế mà cũng có bánh bao là sao ta? Ờ. Thôi anh hai ăn đi. Thôi Út ăn đi. Anh hai ăn đi. Thôi Út ăn đi. Hay thôi cả hai đứa mình cùng ăn ngang. À. Hãy
Xin được cảm ơn một tiết mục rất xúc động và xin được cảm ơn diễn viên Thanh Ngọc rất nhiều. Xin cảm ơn chị ạ. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với đội mà mạnh mẽ nhất nhưng cũng rơi nước mắt. Đó là chính là đội của gia đình Ngô Kiến Huy và Khả Như. Cảm ơn hai con đã mang đến một cái tiết mục bún riêu cua đồng và cái giọng hát của hai con phải nói là mê đắm. Thật sự mà khi mà nghe hai đứa hát á, người cứ mênh mang. Cô nghĩ là nhiều người giống cô có cảm giác không chỉ là cái nồi bún riêu, không chỉ là nhớ mẹ mà nó mang nhiều cái cảm xúc về quê hương, về đồng ruộng. Và để mang được nhiều cảm xúc đó thì phải đòi hỏi những cái chất giọng đầy tình cảm và cảm xúc như tụi con. À, như chị không hiểu khúc cuối là sao mẹ nói xin lỗi. Tức là hai người con đang ngồi ăn, sau đó là nhớ về bát bún riêu cua của người mẹ và người mẹ cũng xuất hiện, cảm thấy là hai người con này đang trải qua cuộc sống quá là khổ, thì tự nhận hết lỗi lầm của mình để cho hai người con mình phải sống cuộc sống như vậy. Phải vậy không dạ? Anh Vũ đúng rồi em. Dạ. Có những cái hoàn cảnh mình không thể nào mình giải thích được, cho dù mình nhìn vô mình kêu là cái này vô lý quá, nhưng mà tất cả những chuyện trên đời này nó đều có thể xảy ra hết. Nhưng mà cái duy nhất một cái điều mà không thể nào chối cãi được là cha mẹ, cho dù gì đi nữa con mình vẫn là số 1. Có nhiều cái hoàn cảnh nó đẩy đưa làm mình không được gặp con mình, nhưng mà trong sâu thẳm nhất mình vẫn tìm tất cả mọi thứ ở trong cái khả năng mình có được tốt nhất dành cho con, để mà có thể bảo bọc cho hai đứa con. Và cái đó chính là cái hành động của bà mẹ lên thấy con mình mới cái tuổi này thôi mà phải bươn chải để kiếm sống, phải đối chọi với đời, thì cha mẹ nào mà không đau, đúng không? Nhưng mà em không hiểu là sâu xa bên trong nó còn cái gì không, và ý nghĩa nó như vậy là mẹ cảm thấy rất là hài lòng về tiết mục. Tập sau là mở màn tiếp là một câu chuyện khác. Tức là nếu mà vô trong tiếp á thì huấn luyện viên sẽ kể tiếp cái câu chuyện đó, cho nên là mình cứ chờ đợi hồi xem tập sau sẽ rõ. Thiệt sự Như rất là tinh tế. Là tại vì Vũ sẽ xây dựng một câu chuyện cho hai anh em Tí và Tèo. Đây là Tí, đây là Tèo. Và nếu như mà mọi người để ý kỹ á, thì ở trong cái hình ảnh, ở trong cái video clip đó, là cháu đang cầm cái hình ảnh lúc mà hai cháu ăn cơm, đang hát bài Rau Đắng Mọc Sau Hè với bài đúng bài rồi, cha. Dạ. Em rất là tinh tế. Em cảm thấy là có một cái đường link nên em mới hỏi là tại sao người mẹ ra xin lỗi, làm sao có cái chuyện gì, và em vẫn nghĩ là sẽ có phần continue tiếp theo. Sẽ còn nữa. Sáng đây trước khi mà mấy anh chị bắt đầu chấm điểm hết thì cho Vũ làm một cái hành động mà Vũ nghĩ nó rất cần thiết. Thì hôm nay thầy muốn cho cái tương lai của con nó mở rộng hơn. Tại vì khi mà thầy thấy cái tên con mà cái tên Tèo em á, thầy thấy cái tương lai sao mà nó chỉ tới đó thôi con. Cho nên hôm nay với cái tư cách là một người thầy của con, thầy sẽ cho con một cái tên khác, để sau này nếu như con có đi hát hoặc con có làm bất kỳ một cái điều gì, con có xin việc làm đi, thì nó cũng dễ cho con cái cơ hội mà người ta đón nhận con hơn là cái tên Tèo em. Em xin lỗi ba của cháu là cho phép em làm cái điều này. Hôm nay Vũ chính thức cho Tèo em một cái tên khác, đó chính là Nhật Duy. Và từ đây trở đi, đây sẽ là cặp song ca Tấn Bảo, Nhật Duy. Xin mời mọi người hãy nhớ cái tên này nha. Bây giờ thì Nguyễn Khang hỏi một chút với lại Vũ là cái tên Nhật Duy, Nhật thì là biết là mặt trời rồi, Duy này có phải là duy nhất hay là như thế nào không ạ? Duy trì mãi cái ánh sáng. Duy trì mãi cái ánh sáng. Thầy của cháu tên là Dương cũng là mặt trời, thì cháu là Nhật. Mình có thể hiểu theo cái nghĩa đọc ngược lại, Nhật Duy nó cũng giống như là duy nhất vậy đó, bởi vì cái giọng hát của con nó rất là khác biệt. Mặc dù là hôm nay chưa kịp cúng xôi chè để đổi tên, nhưng mà hy vọng là cái tên này cũng sẽ mở ra một cái tương lai sáng rực cho con nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ông Bụt. Khi mà tụi con ra đây thì chú mới phát hiện ra một điều nữa là hai đứa diễn dễ thương quá. Hai đứa tài năng không có dừng ở cái việc là mình hát đâu, còn diễn có diễn xuất này nọ cực kỳ dễ thương. Đôi khi là những cái điều đó nó vụng về thôi, nhưng mà đối với tụi con
thì như vậy là đã quá thành công, quá là trọn vẹn rồi. Giấc mơ của con sẽ là những cánh cò bay lạ. Con luôn mơ ước sau này con sẽ học thật giỏi, sẽ kiếm được nhiều tiền để mẹ bạc không còn cực khổ nữa. Mẹ ơi, mẹ có biết không, vàng yêu mẹ lắm. Yêu mẹ biết chừng nào? Không biết con có thực hiện lời hứa đó với mẹ được không, nhưng trong con những giấc mơ cứ mãi mãi, mãi mãi nối tiếp, nối tiếp. Ngủ ngoài đây chi vậy? Con đang chuẩn bị bài kiểm tra nè mẹ.
mà mê dễ quá. Cái con ngủ quên hồi nào không biết luôn. Ui vàng vé đẹp quá à. Mà vàng ơi, vàng đừng có ngủ ngoài đây. Ngủ ngoài đây trời lạnh lắm á. Vàng vàng vô trọng á, vàng ngủ với mẹ đi. Chứ hồi nãy á, mẹ giật mình vậy, mẹ không thấy vàng đâu, mẹ sợ lắm. Mẹ sợ vàng bỏ mẹ đi á. Mẹ sợ lắm luôn á. Làm sao không bỏ mẹ bạc được. Mẹ cực khổ nuôi con lớn chừng này mà. Con là vàng, mẹ là bạc. Hai mẹ con mình sẽ không bao giờ rời xa nhau. Không bao giờ rời xa nhau. Dạ hát luôn mẹ bạn cũng nha. Ôi, dạ hát luôn mẹ luôn hả? Dạ. Đã quá à, hát đi. Vàng sẽ hát bài mẹ của tôi. Không, vàng phải hát bài mẹ của vàng thì mẹ bạn mới ngủ được. Rồi, vàng sẽ hát bài mẹ của vàng. Hát đi vàng. Thank you.
Ủa Giang, Giang ơi, Giang bị gì vậy? Mẹ bà chọi Giang á. Mẹ bà, không, mẹ bà chọi người xấu. Người xấu đã bắt Giang của mẹ. Mẹ thương, mẹ không có chọi Giang đâu. Mẹ không có làm Giang đâu. Mẹ xin lỗi Giang, thương Giang lắm. Xin lỗi. Sao hồi nãy mẹ bạc ra vậy? Đâu có là đâu. Nãy đang ngủ mà. Đang nằm ở trên đây ngủ nè. Cái thấy người ta tới. Người ta tới đông lắm. Người ta dẫn mẹ bạc đi, dẫn Vàng đi, dẫn vô không có cho mẹ con mình gặp nữa. Mẹ bà không có muốn vậy, không có muốn. Ôi, không ai bắt Vàng sao mẹ bạc đâu. Vàng bạc phải dính ở liền nhau, không bao giờ xa nhau. Không bao giờ xa nhau. Dạ, con vậy. Đi giờ mình ngủ nha, mình ngủ không có ai bắt mình được hết á. Ngủ đi. Mẹ ru cho Vàng ngủ nha. Dạ. Bé Kim Vàng, bé Kha Thi đã hoàn thành phần thi của mình và phải nói một lời cảm ơn chân thành nhất đến với Hồng Trang, quán quân của chương trình Tài Tử Tranh Tài mùa 2 đã hỗ trợ cho bé rất là xuất sắc trong tiết mục này. Cảm ơn em nha. Một lần nữa đội của Bình Tinh lại làm cho mọi người xúc động với câu chuyện về tình mẫu tử. Ý kiến từ các vị giám khảo như thế nào ạ? Mời cô Đoan Trang. Cô rất là thích cái cách dàn dựng của cô Bình Tinh cho tụi con. Sao mà dàn dựng khéo và thông minh dữ vậy? Cái thứ nhất, diễn tả được cái kết nối của hai tiết mục trong đội của mình. Cái nét diễn nó khéo léo ở cái chỗ đó. Nó gắn kết hai tiết mục lại với nhau chứ không phải là một cái sự độc lập. Ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cách diễn xuất của các con. Nhất là Kim Vàng. Dạ. Con hát rất là hay. Dạ. Con hát cải lương, giọng âm trầm, âm cao, tất cả mọi thứ rất rõ ràng và đặc biệt là cái ngân của con rất là đẹp. Còn với Thi thì con để ý chút xíu ở cái chỗ là cô biết là trong cái tâm lý của tụi con hát những cái ca khúc tình cảm thì tụi con hay nấc. Nhưng mà đôi khi nấc đó nó không đem lại cái mạch cảm xúc liền lạc. Nấc phải hợp lý, ít thôi tiết chế lại nha con. Việt Hương xin cảm ơn bạn Hồng Trang đã hỗ trợ cho cháu vì giai người mẹ mà bị tâm thần rất là khó. Và điên cũng có nhiều loại, có loại điên dữ và loại điên hiền. Thì khi mà Trang hỗ trợ đó, Việt Hương rất là lo. Bởi vì khi mà bạn diễn tốt quá thì bạn sẽ lướt em. Và em Vàng á, lại là cái người diễn tỉnh cho nên sẽ khó lấy được cái lòng của người mà xem á, người ta sẽ thấy thương bà mẹ hơn. Nhưng mà con bản lĩnh lắm. Khi mà chạy xuống và khóc khi mà chọi cái chai đó, con lấy lại tâm lý và con giữ liên tục để diễn xuất á, là cô Việt Hương rất là thích cái tiết mục của bé Thi á. Nhưng mà chắc là do tâm lý, cô Trang nói đúng, tâm lý á ha, cho nên là mình lo sợ cái giọng hát của mình, cái cột hơi lúc lên lúc xuống. Kha Thi thì chú khen là cái dàn dựng rất là hay cho nên khi xem rất là ngoạn mục. Còn cái về mà Kim Vàng cải lương, dạ, thì chú sẽ không giỏi bằng cô Thanh Hằng đâu. Dạ. Coi như con không phải là Kim Vàng nữa mà con là một cái nhân vật có một người mẹ bị tâm thần như vậy. Những cái nhịp nhàng của con, cô đều chấp nhận. Con còn nhỏ, cái giọng cổ này ca nhịp khó lắm, không phải dễ đâu. Nhưng mà con rất là có cái trường canh rất là đều. Thì cũng như mấy cô chú đã... Con tên Châu Kim Vàng, hôm nay con 11 tuổi. Con xin trình bày hai câu giọng cổ, 5-6 giọng rau của mẹ. Mẹ ơi, đêm nay con ngồi làm dân, ta về người mẹ. Mà nước mắt con trải dài trên má, nghi nghĩ về giọng rau và mỗi bước chân quen của mẹ. Yeah.
Chúc mừng con gái đã hoàn thành phần thi của mình. Dạ, cô Thanh Hằng thấy sao ạ? Trước tiên là cô khen con là con có một cái giọng ca riêng biệt của con. Cái giọng, cái âm, cái voi của con á, cái âm quản của con nó có một cái riêng, không có giống, con không giống ai hết. Thứ hai nữa, con ca con rất là khôn khéo. Khi mà con xuống giọng cổ chút xíu nữa thôi con bị đuối hơi. Mặc dù con xuống rất là gấp, nhưng mà trong cái gấp đó không bị gãy. Điều đó là ok. Thì đây là cái lợi thế cho cái huấn luyện viên của con là cô Bình Tinh. Đó, là tại vì con biết diễn, con biết đi tới đi lui, và con diễn tả trong cái ánh mắt, nụ cười và bàn tay của con. Cái đó là cái lợi thế cho người huấn luyện viên để không con không bị thiếu. Cô thấy con gái như thế nào đây, cô Bình Tinh? Dạ, thật sự là con ca mà còn có 4 nhịp chót, 8 nhịp chót mà cô rất là hồi hộp luôn. Cô ngồi mà cô rung lắm. Nhưng mà vuông tròn rồi, bây giờ còn 3 vị giám khảo nữa. Cô cũng đang chờ đợi tin mừng rồi. Xong rồi cô có thể có con được trong vòng tay của cô. Tiết mục của con đúng là quá an toàn. Dạ. Nhưng mà nó đẹp, nó mềm mại, nó ngọt ngào. Dạ. Cho nên cô cũng mong là nếu như con có một cái cơ hội, thì với cái khuôn khổ của cái vòng này á, thì cô cũng mong là các thầy cô, tất cả mọi người ủng hộ cho con để con được vào vòng trong, để con có cơ hội được rèn giũa và sẽ tiến triển hơn nhiều. Vậy là cô Trang sẽ dành một phiếu cho con. Yes. Cảm ơn cô Đoàn Trang. Cô Diệu Hương sao ạ? Cho vô. Cho vô luôn. Cảm ơn cô Việt Hương. Cô Bình Tinh ơi, đó học trò mới nè. Dạ rồi, cảm ơn nhà trường, cảm ơn con. Chúc mừng Bình Tinh với cô học trò mới của mình. Hôm nay thì nhìn thấy được trong đội của Bình Tinh đã có một cô đào chánh rồi đây. Sắc vóc, giọng hát, vũ đạo, tất cả mọi cái đều quá tuyệt vời. Biết rằng các cô chú giờ đang nôn nóng dữ lắm. Mời cô Thanh Hằng. Khỏi cần phải mời, trời ơi, cho nói cháy đi. Phải cảm ơn huấn luyện viên Bình Tinh rất là nhiều. Con à, con thể hiện tất cả những động tác từ mắt, môi, mũi đến bộ tịch, từ đào giỏ, đào thương, con đã có thể hiện hết trơn trọi rồi. Bây giờ không biết nói gì hơn, cảm ơn con nhiều lắm, chúc mừng con. Dạ quý vị ơi, những cái động tác chủ đạo mà vuốt lông chỉ phải học mới vuốt được. Chứ nếu mà vuốt không khéo là nó gãy như chơi. Vuốt cái cọng lông chỉ này với cái thước tất của con á, cái cọng lông chỉ nó dài hơn con luôn, thì càng khó hơn cho cái người vuốt. Thì chị lại nghĩ là nếu mà em thiếu kép, cho bé này làm kép vẫn được. Tại vũ đạo nè, người nè, tay chân được khớp, bộ vỏ, bộ dâm nó có hết. Dạ, cho nên là cái bộ của bé này nếu mà em thiếu nam quá, em có thể cho em này làm nam được luôn. Cái bộ đẹp quá. Chị Hương nãy có nhớ không? Khi bé múa quay mấy vòng xong đứng trụ bộ một cái vững chắc, không hề chao đảo, không hề rung rung mà gì hết. Mà rất là nhớ nhịp. Khi mà các cô đã vô động tác rồi mà cái lông chỉ con chưa được, con vẫn bình tĩnh con quấn nó xuống, sau đó thả ra cuộn hai tay mới trở lại về vị trí đầu của con theo cái nhịp phách trong đầu. Thì bé này rất là cứng nhịp, ngon lành, mặt đẹp quá. Đào kép gì cũng vô hết. Và chắc chắn là phải vô rồi. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo và chúc mừng con gái Tuyết Nhi nha. Em con cảm ơn cô chú. Mẫu thân ơi, mẹ đang ở nơi nào? Thiên cung lòng xót đau, làm sao
biện thấu rõ luật trời, giảm cả gan náo loạn nơi tiên giới. Là học khách văn chương phải tròn cầu hiếu đạo, dẫu có nát thân này nguyên phả tháp lôi phong. Có game giam cả gàng thư tài ba có tiên binh, ta không thể tình mi liều tiền. Ngươi chẳng nghe lời, chẳng biết quy thân sanh trượt, vậy là chính ngươi tự đi tìm cái chết. Được, cứ được mẹ bình an dù phải dùi thân mạng, để dặn hòa ước đời ta mang nguyện đạo làm con. Hay, hay lắm. Chưa tiêu.
đã đưa thân vào ô trượt, thế kiếp tiên cùng người trần chung bước thành thần. Đáng lý ra phải chịu tội muôn đời, nhưng nhờ Dương Tiễn tròn hiểu ân cứu mẹ, sanh con Thảo là do phần phước, tội qua nương được qua giải từ đây. Dương Tiễn vẫn tận tâm phò trợ thiên đình, ta chấp thuận cho mẹ con tương ngộ. Đội ơn đất mẫu. Mẹ, một quá khó phải không ạ? Đòi hỏi rất nhiều ở cái phần ca diễn vũ đạo rồi hiệu ứng sân khấu. Cô rất là cảm phục và là kính trọng con, một đứa bé mà con đã một vì cái sự đam mê sân khấu cải lương mà con bất chấp tất cả. Con có cái giọng ca rất tốt. Giọng ca con rất sáng, rất bén của một anh kép hát. Phải giữ cái giọng ca này nghe con. Dạ. Và cũng xin nhắc nhở huấn luyện viên Bình Tinh, tại vì khi huấn luyện viên của con là sở trường là về bên Hồ Quảng nhiều, à về múa mai về Hồ Quảng nhiều, nhưng mà khi mình hát mình dùng hết cái sức lực của mình để mình múa mai rồi mình diễn xuất rồi mình đeo mình mặc đồ trang sức đồ vô nữa, cho nên nó bị giảm đi cái chất giọng ca của mình rất là nhiều. Cái tiết mục này nó đủ thứ cho con, đủ mọi mặt, nào là con múa thương rồi con quay quần rồi con bay con này kia nọ nữa, cho nên nó làm cho con bị giảm bớt đi cái sức lực khi con vô câu giọng cổ nha con. Dạ, dạ. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời cô Đoan Trang. Phải có thử thách thì tụi con mới học được nhiều bài học, mới đạt tới được thành công. Và trong dạ. một cuộc chơi chắc chắn là phải chơi cho tới cùng, phải mạo hiểm. Cô là cô không thích sự an toàn, cho nên một cái tiết mục được đầu tư với tất cả công sức như vậy để đem tới thử tài siêu nhí, một cái tiết mục quá hay như vậy, một công phu hoành tráng như vậy, thì đó là bao nhiêu cái tâm huyết của cô Bình Tinh dành cho con và dành cho chương trình. Và cô đánh giá là các con rất là bản lĩnh. Tài năng của cô Bình Tinh cộng với bản lĩnh của con, tất cả những gì con cố gắng của ngày hôm nay để đưa cái tiết mục này trở thành một cái tiết mục lên một bậc mới đối với bản thân con. Chúc mừng hai thầy trò con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đoan Trang. Xin mời cô Việt Hương. Điểm dành cho bé bao nhiêu ạ? À? 10 điểm. Cô Hằng nè. Bùng luôn. Giỏi luôn. Tuyệt vời. Đồng nha. Là bao nhiêu ạ? À? 10 điểm. 10 điểm. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thanh Hằng và cô Việt Hương nha. Cô ơi. Ơi, cho con tô bún riêu nha cô. Rồi, con ngồi đây giúp cô nha. Đợi con xin lỗi cô xíu nha. Rồi, cô gửi nè. Qua đây. Cô có một hương vị rất là đặc biệt, làm con nhớ tới một người đã từng nấu cho con ăn, mà bây giờ người đó lại không còn trên đời này nữa. Ai vậy con? Đó chính là mẹ con.
xanh xanh trường năm nào mẹ nấu ăn. Nhớ thêm đôi nhân gió nằm trên chiếc giống sau hè, được nghe tiếng hát chi dầu của mẹ ru cảm. Cảm xúc của anh Nghĩa như thế nào ạ? Xin mời anh. Con hát hay, con có gương mặt sáng sân khấu, nhưng mà chú Nghĩa cứ cảm giác là nó bị thiếu thiếu một cái gì đó. Chắc có lẽ là cảm xúc. Chắc là nhiều khi con còn nhỏ quá, con không có phải qua những cái ngày khó khăn gian khổ, cho nên là con chưa có cái hồn, cái cảm xúc trong cái bài hát này. Ngay cả cái đầu tiên khi con thoại với cái người mẹ đó, chú Nghĩa đã thấy nó chưa có vô rồi. Cho nên là phải chi, nếu như mà nhìn thấy được ở con cái khả năng thoại nó còn hạn chế đó, thì mình bớt cho con thoại lại. Ví dụ mình cầm, mình diễn rồi mình hát thấy thế nào đó, để mình che đi những cái phần nào còn hạn chế thiếu sót của con. Lần sau rút kinh nghiệm, đừng có con đừng nói gì trơn trọi á. Mẹ gánh ngang vậy đó, cái nhìn theo cái bà bản gánh, thấy không? Nhớ mẹ mình cái hát, hiểu không? Hát xong cái bà gánh về, bà con dẫn thêm đứa con nữa. Trời ơi, cô đi cái con dòm theo giày là rớt nước mắt rồi. Nha con. Mình có được đi tiếp hay có đoạt giải hay không, không có quan trọng. Nhưng mà đây là những ngày tháng nó sẽ đem lại cho tụi con rất là nhiều kỷ niệm rất là đẹp. Con đồng ý với cô không? Đó, còn về cái phần cảm xúc á, đó là một con đường còn rất là dài. Bởi vì tuổi của tụi con còn nhỏ quá mà, phải hiểu hết về cái tình cảm nè, mà bỏ tình cảm qua một bên là phải biết diễn xuất nè, thì mới có thể tròn được những cái tiết mục này một hoàn hảo 100%. Nhưng mà chỉ để nói về cái phần hát thôi á, từ đầu cho tới đuôi đi ngọt ngào như vậy là cô cũng cảm thấy cũng là một lời khen rồi. Cho nên cô chúc mừng con nha Mai Anh. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Ngay bây giờ tiếp theo sẽ có điều gì hấp dẫn, xin mời tất cả quý vị cùng khám phá. Xin mời. Xin chào các thầy cô và các vị khán giả. Con tên Nguyễn Thị Trúc Mai, năm nay con 10 tuổi. Con đến từ Phú Quốc, Kiên Giang. Và sau đây con xin trình bày ca khúc Cha Già. Buồn
lòng sao. Đã có được sự lựa chọn đến từ lớp của cô Tố My và cô Huỳnh Mến. Và cảm ơn con rất là nhiều vì đã đem lại một cảm xúc rất là dạt dào cho tất cả quý vị khán giả. Con ơi, con hát giọng cổ được không? Con hát giọng cổ được không? Dạ được. Con hát thử câu tặng thầy Đại đi. Chú có cảm nhận là giọng của con mà hát giọng cổ chắc hay lắm á. Con hát thử chú nghe được không? Con hát thử câu đi. Thuở con nằm nôi, con đã nghe lời ru đắng. Wow, nổi da gà rồi. Ôi lời ru đã giữ nuôi con khôn lớn nên người. Với câu hát đó thì lớp của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch đã lựa chọn con luôn. Niềm vui nhân đôi. Nhưng mà trong cái niềm vui này thì không biết là tại sao Huỳnh Mến lại rơi nước mắt nhỉ? Con hát cái bài hát này á rất rất là cảm xúc luôn. Con cảm thấy mình rất là may mắn khi mà vẫn còn có cha mẹ ủng hộ mình. Nhưng mà cái bài hát này nó làm cho cô nhớ tới cái cảnh mà ba mẹ của cô khóc khi mà đưa ông bà, cho nên là cô cảm thấy rất là đau lòng. Bài hát này qua giọng hát của con nó giống như là một cái lời nhắc dành cho bản thân cô. Cô cảm ơn vì điều đó. Cô cũng rất cảm ơn con vì con đã cho cô cũng như là tất cả quý vị khán giả thưởng thức một ca khúc rất là ý nghĩa về người cha. Cô rất là xúc động. Và cô nhận thấy ở giọng hát của con á, có một cái tố chất gọi là tiềm ẩn kinh khủng lắm. Khi mà con về đội của cô thì cô nghĩ rằng cô sẽ khai thác thêm những cái tiềm ẩn trong người con. Nãy giờ thầy cô nói cũng nhiều, nhưng mà trên đây thì bạn nhỏ cũng rất là xúc động. Thế không biết là cho chú hỏi là tại sao con lại khóc? Vì con... Mạnh mẽ lên con. Cho cô ôm con nghĩ cái gì con cứ nói cái đó. Không sao. Cảm ơn con. Màu áo xanh cũng hợp nữa nè. Ủa hả? Đúng rồi, áo xanh là phải về đội áo xanh nha. Cái con gì con ở, cha con ở Phú Quốc á, nên là nhớ cha.
Là sao? Họ Phú Quốc mà con lên đây con thi. Chú thấy là con rất là xúc động khi con hát bài này đúng không? Vậy giờ nè, con có muốn nói gì với cha con không? Biết đâu được cha con đang coi trên sóng truyền hình ấy. Cha con nhớ cha niệm lắm, con sẽ về sớm chơi cha. Đúng là mang trong mình một cái tâm tư như thế mà hỏi sao hát không sụi tôi luôn trời ơi. Mạnh mẽ lên con ha. Mạnh mẽ lên nha. Cô Phạm Lịch chắc có điều muốn nói với con, nãy giờ cô chưa nói nè. Cô thì chỉ chia sẻ về cảm xúc của cô thôi. Đối với con, có thể đến giờ phút này thì mình có thể mình chưa cảm nhận hết được về cuộc sống, hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà cô nghĩ là mình vẫn nên vui vẻ và hạnh phúc khi mọi thứ mình vẫn còn đủ đầy. Tại vì bản thân cô là bố cô mất rồi, chứ cô không được như mọi người là được còn trọn vẹn được nhiều thứ. Nên là cô nghĩ là có thể là bố mình sẽ bận, người lớn họ sẽ phải đi làm việc, họ phải đi kiếm tiền, và cái mọi thứ đó là lo là cho cuộc sống mình nó sẽ tốt hơn. Nên là cô nghĩ là đừng buồn và đừng khóc. Thay vì như thế, con đã làm được một tiết mục rất là tốt, và đó chính là cái phần thưởng cho chính con và cho món quà vô giá cho chính gia đình mình luôn. Nên là cô hy vọng là con sẽ luôn cười và đừng khóc nữa ha. Đó là cảm nhận của cô. Còn cô đồng ý luôn là nếu con về đội của cô Tú My đó là một điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu con về đội của cô thì đó là một điều hạnh phúc đối với chú Đại. Thực ra hai đội gì đội nào con cũng thích đó. Nhưng mà chỉ được chọn một đội thôi thì con xin chọn đội của... chú Đại và cô Phạm Lịch. Ai vui từ từ. Cho chú hỏi lý do vì sao mà con lại đưa ra quyết định này của mình là con sẽ về với đội của chú Quốc Đại và cô Phạm Linh. Tại vì chú Quốc Đại vừa dân ca vừa cải lương. Cô Tú My ơi, cô Tú My biết hát cải lương không? Cô hát cải lương được mà. Con sao trong lòng nhớ bầy tháng thơ, tiếng sao bi thương nức nở giữa đêm trưa. Oh my god, sâu đôi thương loan em cũng đoan trường, sao xa bầy cũng thương cũng quà điêu, em xa người đang lạc phím chung dây. Vỗ tay. Cảm ơn cô Tú My. Con cảm ơn cô đi. Dạ con cảm ơn cô. Xin mời lớp học của mình. Mình đi xuống nha. Đã có được một thành viên mới. Chúc mừng. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo. Chiều ở nơi đây, chiều không thấy khói. Xuân sang không mai thắm sao hồng. Sao con vẫn thấy lòng rẫy rứt nhớ quê nhà bếp lửa chiều xuân. Nhà ở nơi đây không có ngõ sâu, biết chừng quê mẹ ở nơi đâu. Từng chiều xuân đến mây trầm hương, mỗi hương lòng còn một nỗi. Xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi, mắt lệ hoen mờ nỗi nhớ mong. Ngọn đèn trai nhỏ dầu sắp cạn, con không về kịp đêm.
chấm dâu. Con đâu dám hẹn như người hẹn, bên mỗi xuân về mỗi xót xa, rồi mãi câu đồ dây trầu tàn. Lẻ rồi như bóng nắng xuân qua, mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa, con vẫn chưa về mẹ nhớ mong, con mơ một ngày về bên mẹ để vui bên bếp mùa giáo. Cô cùng toàn thể quý vị khán giả, con tên là Mai Anh Thư, con đến từ Dĩ An, Bình Dương. Hôm nay con đến đây con xin trình bày bài hát Con Yêu Mẹ. Tuy rằng con không sống chung với mẹ nhưng mà thông qua chương trình con muốn gửi đến mẹ bài hát này và con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều. Mẹ là dòng sông
trong đêm lạnh căm. Mẹ là yêu thương, dù đau phai xương thì mẹ vẫn mãi lo cho con. Thì con luôn đi sau hình bóng và những yêu thương trong nghĩ suy, con luôn nhớ rất thật thì con không quên bao năm mẹ đã luôn bên con không cách xa, cho con biết đâu là nhà. Này con xin ở trên một điều ước, xin cho con suốt đời được thấy mẹ vui. Thì con luôn đi sau hình bóng và những yêu thương trong nghĩ suy, con luôn nhớ sẽ khắc ghi. Con ơi, con đã được một sự lựa chọn đến từ lớp học của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch rồi. Xin mời quý thầy cô ạ, chúng ta cảm nhận như thế nào về bé? Thầy bị thuyết phục bởi cái chất giọng của con và cái cách nhả chữ của con. Cái ở con đang còn hạn chế đó là cái quãng giọng của mình. Và còn cái có những chỗ cao nhất thì cái đuôi chữ thì nó hơi bị đuối xíu. Nhưng mà thầy Đại nghĩ là những cái này là những cái lỗi thầy Đại có thể khắc phục được liền cho con. Thầy rất là chào đón con về đội của thầy, bởi vì cái màu này thầy đang không phải vì thiếu mà thầy chọn con, mà thầy chọn con bởi cái tình cảm của con đặt vô bài, cái chất giọng của con và các cách nhả chữ của con. Xin chào đón con về đội của thầy. Chúc mừng anh Thư, xin mời con về với lớp học của mình. Còn bây giờ sẽ là thí sinh kế tiếp, xin mời. Ngày xưa ơi nhớ ai,
buồn ơi nhớ mãi ngàn sau. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe lời nhận xét đến từ cô hiệu trưởng nha. Mời cô Đoan Trang ạ. Chào con, chào Thái Hà. Con năm nay bao nhiêu tuổi con? Con năm nay 11 tuổi. Con 11 tuổi, con ở miền Bắc vào hả? Dạ không ạ, con ở miền Trung. Tỉnh nào? Dạ tỉnh Hà Tĩnh ạ. Hà Tĩnh, ok. Đẹp trai quá à. Tóc của con nè, rất là đầu tư, cắt có cái đường éo bén ở đây, màu đen ha. Rồi bộ đồ rất là trang nhã, rất là sang trọng. Cô rất là thích giọng hát của con, vang như là cái tiếng chuông vậy đó. Với cái chất này nè, là có thể khai thác những cái khác nữa. Bởi vì sao? Những cái luyến lấy của con cũng vẫn rất là hay, nhưng mà chưa đủ cái nét sâu, nét bén. Cho nên cô cho là hai thầy trò cứ tìm hiểu nhau nhiều hơn, để cô muốn nhìn thấy được cái khả năng của con trong cái chương trình này như thế nào nha con. Cảm ơn cô. Thầy Đại Nghĩa, coi con hát cái bài này, nhất là mấy cái cô chú phía sau minh họa đó. Thầy nhớ là ngày xưa khi mà mình còn đi học cũng vậy, những người bạn cùng lớp cũng đùa, cũng nghịch, thậm chí là còn nhiều hơn như vậy nữa. Làm cho tất cả những người đã trưởng thành, những người đã rời xa mái trường, nhớ lại về một cái thời kỷ niệm. Đẹp trai, sáng trưng, ha, hát hay nữa. Thì chú Nghĩa nghĩ rằng mọi người khi coi chương trình này sẽ rất là thích con luôn đó nha. Chúc mừng cho cái bài hát hôm nay của con đã hát rất là tốt. Bây giờ con sẽ nghe cô Vân nhận xét nha. Với tuổi của con nha, có thể hát bài hát này, nhưng mà không có nghĩa rằng mình hát một bài buồn là mình phải buồn từ đầu đến cuối. Là do bình thường con là một cậu bé ít cười, hay là do vì hôm nay mình hát bài này cho nên là mình bị buồn hơn bình thường con? Tại vì làm cho con một cái tiết mục là quay về trường cũ với những cái ký ức mà vui như vậy, nhưng mà cuối cùng con có một mình đó, thành ra buồn luôn, mặc định buồn luôn. Và thật sự là ở ngoài con cũng là một cậu bé, mặc dù rất là sáng sủa và nhưng mà hơi là rất trầm là tính. hiền và trầm tính, rất là thông minh. Khi mà khi Quốc Đại hướng dẫn về những cái luyến hay là những cái nghỉ hơi hay là những cái nhấn từ thì bé rất là nhanh để tiếp thu. Và hôm nay thì thầy ngồi trên đây thì thầy có cảm giác là con còn thiếu một cái xíu lực. Đúng ra con có, thầy nói như vậy thôi, nhưng mà đối với con làm hôm nay thầy rất là vừa lòng. Thôi bây giờ về nghe, không lo gì nữa hết trơn. Lại cảm ơn thầy Đại, cảm ơn thầy Lộc, cảm ơn cô Thảo đi. Chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình. Thưa quý vị, tạm chia tay với thí sinh Thái Hà. Ngay bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo.
cội nguồn xưa. Tiếng hát mẹ âu cơ tha thiết bóng trầm, từ nỗi trăm trứng cho trăm con, tự hào giang đứng, ôi giang đứng Việt Nam đẹp mơ, đẹp mãi đến bây giờ. Bãi lúa nương dâu nên làng nên bản, theo sông Hồng mơ xuôi, theo sông mở lối về xuôi. Hạt mưa thấm đất, hạt còn
chàng trai nước Việt, tôi là người trai nước Việt, xưa sinh ra mang phận làm người, từ thuở hồng hoang đến với đất trời, mang thân trai trên đầu đội trời, bàn chân ta đạp đất ra khơi, chàng trai nước Việt, tôi là người trai nước Việt. Tôi sinh ra bên bờ ruộng nghèo, cũng là đội nương sống núi treo leo, theo gương cha lên đường ngoằn ngoèo, đường quê hương quê nước non theo, xưa từ theo mẹ lên non, bước qua đèo sóng khơi nguồn sông ra diễn hại mịt mù sóng sờ. Mặc ngại do ba đào không chùng bước hy sinh, tiếng giọng quốc hồn của đấng tiền nhân như thúc giục lòng ta phải thi gan cùng tuế nguyệt. Nước non thăng trầm nhiều phen, từ ngàn xưa con rồng nguyên một lần vượt sóng to trùng dương, gâm qua như rồng lượn quanh ta, như rồng lượn quanh ta giữa ngàn sơn hà. Hãy yêu dân ta như yêu nước thiết tha, dân là máu xương là hơi thở muôn đời. Hỡi giặc tham tàn hãy lắng nghe đây, trần ngưng đạo sẽ chém tan thay kẻ lâm le thôn tinh. Máu của dân ta đã đổ quá nhiều rồi, linh hồn bất tử bảo vệ cõi trời nam. Mm-hmm.
bài kỳ kiêu hùng ngàn năm, bao bước chân âm thầm của tiền nhân, bao an cơ đồ, bao lần dời đô, toàn tình đường quân giả màng. Tiếp sức ta hoài thần tung quanh còn cho chúng bay thôi, cái lợn nước Nam hơn đạo dương, diễn quân thù công tiếc thương. Nam quốc sông Hà, Nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như Hà nghịch lộ lại xâm phạm, như đang hành thang thú bại hư. Phá cường địch, báo quan âm. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó biến giác bất hoàn, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng đi vũ trụ. Vang từ núi xa 4000 năm, Việt Nam, Việt Nam, rằng người Việt Nam mãi du hồn non nước trường ngàn trùng. Máu dân ta đổ trên núi đồi, máu dân ta đổ loang cánh đồng, máu dân ta đổ trong rừng sâu, đổ loang dòng sông. Từ bọc trứng ngô cơ nở trên đất lành, có trăm con tòa đi gấp biển, đất cha ông nguyện đem mồ hôi, đem máu thịt làm phù sa tưới bón quê nhà. Từ ngàn xưa máu dân ta tô hồng sự xanh, chỉ dân ta nuôi thời liệt oanh, khi thiên nhiên sau đời cứu hùng. Ngàn sau tiếng quê hương du hồn Việt Nam, đất đai thiêng nuôi người Việt Nam, núi sông linh thiêng hồn nó nữa. Đoàn kết các dân tộc chung nhà Việt Nam. Dân tộc mang hồn Việt Nam, Việt Nam mang hồn Việt Nam, các dân tộc chung nhà Việt Nam, Việt Nam mẹ yêu, Việt Nam các dân tộc mang hồn Việt Nam. Dân tộc chúng nhà Việt Nam, đoàn kết các dân tộc mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt hồn dân tộc dạy ta làm thi sĩ. Quá khứ nhiều mà ta chẳng già nữa, mai gánh lại những vết thương xé thịt. Dân tộc mình mở tới một trang vui.
Một lần nữa hãy cùng dành một tràng pháo thật lớn cho bé Thái Hạp. Thật sự thì Quốc Đại cảm thấy mình rất là ác với con nữa. Cái dòng trước là một cái liên khúc mẹ cũng là nặng với con, mà con đã vượt qua một cái xuất sắc. Hôm nay thì nhiệm vụ của thầy là phải đặt cho con cái thử thách khó hơn, nhưng mà hôm nay con đã làm rất tốt. Những cái bạn mà hát những cái bài hát này sẽ có một cái giọng nó hùng tráng, nó hào sảng, nó vang, nó rền. Nhưng con thì không, vẫn cái chất giọng đó mềm mại đó, mượt mà đó, ngân nga luyến lấy mà đẹp trong từng nốt nhạc. Nó đi xuống cái tầng ngầm sâu bên dưới, nó len lỏi vào trong trái tim của người xem. Và chú Nghĩa thật sự là bị con chinh phục, cũng như là tất cả những thành viên xuất hiện trong tiết mục này. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi xem một tiết mục tuyệt vời. Những cái nét đẹp của dân tộc Việt Nam nằm ở trong tiết mục của con. Con hát rất là ngọt ngào. Và ngày hôm nay con đã có một cái điểm nhấn, đó là có một cái đoạn cải lương ở trong cái phần trình diễn của mình. Một lần nữa cô muốn nhắc là con là một người con của miền Bắc, và cô muốn gửi một lời chúc mừng chân thành đến Thái Hà và thầy Quốc Đại. Xin chân thành với cô. Dạ con xin kính chào các thầy cô và quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Con tên là Nguyễn Thị Hương, năm nay con 13 tuổi, con đến từ Quảng Ninh. Và sau đây con xin trình bày bài hát Hình bóng quê nhà, mong mọi người ủng hộ con nha. Con có thể hát một bài nào đó tiết tấu nó chậm hơn không? Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy
tình mẹ. Mấy trời lòng lộng không phụ kính công cha. Con nói chuyện thì đúng miền Bắc luôn. Khi mà con hát thì gây một cái sự ngạc nhiên đầu tiên đối với chú. Khi mà vào bài hát á, có lẽ là cái tiết tấu nó nhanh cho nên hát nó bị gấp, nó bị dồn dập và nghe nó không có điểm nhấn. Nhưng mà chú vẫn cảm nhận được cái giọng hát của con nên chú muốn thử một chút xíu nữa để xem cái sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Chúc mừng con. Với góc độ một người khán giả thì khi nghe con hát thì vẫn chưa chạm được tới chú lắm. Chú cần thêm một cái gì đó để có thể là mình hòa theo được cái bài hát đó nữa. Như vậy thì ở góc độ chuyên môn thì như thế nào thưa thầy Quốc Đại? Thầy không biết là con có mất tập trung hay không, nhưng mà cái đoạn đầu thì con hát có vẻ là không tròn trịa. Bắt đầu từ bài lý con mới tốt. Và thầy nghĩ là thầy Nam Cường đã bấm, thì thầy chúc mừng con. Tại sao con lại yêu thích những cái dòng nhạc hát về gia đình cũng như là về quê hương như vậy? Dạ là tại vì nó là sở trường với con, với lại cũng có một phần giống như hoàn cảnh con. Thực là bước con ra nhìn cái áo dài của con là thấy thương rồi. Nó không quá sặc sỡ, nó cực kỳ đơn giản. Mà lúc nãy con nói những cái bài hát này nó liên quan tới cuộc sống của con, có thể cho mọi người biết một cái chút xíu gì không? Từ lớp 2 mẹ con mới dẫn con vô Nam để đi bán kẹo kéo. Chú xin lỗi, chú không nghĩ là câu chuyện nó nói như vậy. Bình thường những lúc con buồn á, con làm gì? Con hát để cho nó quên đi cái nỗi buồn ấy. Và hình như là hôm nay con có đi với em của mình đó đúng không? Dạ, em với mẹ con. Dạ, xin phép được mời mẹ và em có thể lên đây cùng với bé có được không ạ? Mời chị và bé lên đây. Mình vào trong Nam được bao nhiêu năm rồi? Chị vào được 1 năm. Chị ở trọ trên quận 9. Thường thường thì đi là chị hát cho cháu bán. Nhưng mà chị vẫn ước mơ, dù rằng cái là một chương trình nào vẫn cho cháu theo, cho cuộc đời của cháu nó sáng hơn chị một tí nữa. Lúc đấy chị cũng vui lòng. Phải, cảm ơn Cường. Con xứng đáng có một nút bấm ở vòng này để con có thể tiếp tục thể hiện ở vòng sau. Nếu như mà con cần bất cứ cái sự giúp đỡ nào về ca hát sau cuộc thi thì con có thể tìm gặp thầy Đại bất cứ lúc nào nha. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho con đã về được với đội của thầy Nam Cường và thầy Mạnh Quyền, lớp học Xì Trâm. Và thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho đội của lớp học Xì Trâm đã tìm kiếm thêm cho mình một học sinh nữa rất ngoan và rất đáng yêu.